Chào tất cả các bác nhá. Thì ngày hôm nay giới thiệu với tất cả anh em lại cái con H500 này. Con H500 thì đã khá nhiều anh em mua rồi. Và hôm nay thì em mới giới thiệu cái nội thất cho anh em xem cái con H500 này nó như nào. Con này thì lưu ý với anh em là nó sử dụng mạch Class H anh em nhé. Nói chung là một trong những dòng mạch Class H thì cái chất âm của nó rất là hay. Tí nữa sẽ test chất âm cho anh em nghe lại một lần nữa. Con này thì với cái mạch Class H này nó có bù áp thì hiện tại con này là 16 xò, nhưng mà nếu mà nó có bù áp như như con này mạch Class H nó có bù áp thì nó phải tương đương với những con 24 xò anh em nhé, 20 đến 24 xò. Đấy, và tại sao anh em bảo như vậy thì anh em có thể là tham khảo những cái mạch mà nó có bù áp ấy thì lúc nào nó cũng công suất nó cũng lớn hơn anh em nhé. Và nó sử dụng như MOSFET, nó sử dụng con 70N10 này. Đấy, anh em thấy chưa? 70N10. Đấy, mỗi một kênh là sẽ có hai con. Đấy, bên này cũng thế, 70N10 anh em nhé. Đấy, 70N10. Thì nó là của con FET bù áp. Thì với cái con FET bù áp này thì nó công suất nó đẩy lên rất là cao. Anh em có thể tham khảo những cái con bù áp này thì nó hay ở những cái cục đẩy 4 kênh ấy. Những cục như là con cục 9004 kìa, hoặc là những con cục đẩy công suất lớn như 3600 hoặc 1300 đều có phép bù áp hết anh em nhé. Đấy, thì với cái phép bù áp này thì như em nói rồi ấy, mạch Class H thì nó công suất nó rất là tốt. Đấy, với 16 sò này thì nó bằng những cái cục đẩy khác rơi tầm khoảng 20 đến 24 sò. Đấy, tụ thì sử dụng 8 tụ anh em nhé, 63V và 10.000 mi. Đó, cái tụ này thì cũng rất ok và size con này nó rất là gọn. Thì như anh em thấy là nó rơi tầm khoảng độ 40 thôi anh em nhé, 40. Ở chiều sâu chỉ 40, thì cái 40 này thì nó cũng anh em đút trong tủ nó rất là dễ anh em nhé, rất là dễ gọn nhẹ. Cái biến áp của nó tầm khoảng độ 10 16 phân anh em nhé, 16 phân công suất ra tầm khoảng độ 450 cho đến 500W, sử dụng lên tới bốn con ấy đây anh em thể thấy, bốn con diode 8 tụ anh em nhé. Đấy, cầu chì rồi dơ le đầy đủ luôn. Nói chung là đây là một trong những cái dòng cục đẩy mà anh em chơi gia đình thì nó rất là hợp lý. Đánh với một đôi bát 30 anh em nhé, hoặc hai đôi bát 25 thì anh em chơi con này thì nó tiếng ra rất là căng, và tí em thử cho anh em luôn. Em sẽ ép đánh hai đôi bát 30 để anh em nghe cái chất âm của nó như nào anh em nhé. Để anh em nghe cái chất âm của nó như nào, ép nó đánh. Đấy, xem đánh được không, và chắc chắn với anh em là nó có thể đánh được anh em nhé. Với cái công suất này của nó thì nó đánh tốt. Đấy, hai đôi bát 25 hoặc một đôi bát 30 căng luôn anh em nhé. Vì cái điều quan trọng là nó có bù áp. Đấy, như em nói rồi, nó có bù áp nó rất là lợi. Cái là nó đưa ra cái công suất rất là tốt. Đấy anh em nhé, đưa ra công suất rất tốt. Và các linh kiện của nó đều là linh kiện cắm hết anh em nhé. Đều là linh kiện cắm. Anh em không lo là nó khó sửa chữa, đúng không ạ? Không lo là khó sửa chữa, rất dễ sửa chữa. Và mạch nó cực kỳ là đơn giản, vì mạch Class H mà. Thợ nào cũng có thể sửa được anh em nhé, thợ nào cũng sửa được. Đấy, và giá của chỉ có 4 triệu với con đẩy này thôi. Anh em xem những cái đẩy bãi ấy, anh em mua nó cũng rơi tầm khoảng độ hơn 3 triệu rồi. Đấy, với cái công suất này tầm hơn 3 triệu. Thì anh em thêm vài trăm nữa được bảo hành 12 tháng, và đẩy mới thì chất âm của nó rất là căng. Em nhé, cái linh kiện của nó mới mà. Tiếng nó sẽ rất là căng, và tí nữa em sẽ test thử cho anh em nghe. Đấy. Đấy, có bù áp đầy đủ luôn cho anh em. Đấy, thì cái công suất biến áp này tầm 16 nhá, bao bằng đồng anh em nhé. Nhôm thì em nên tặng luôn cho anh em. Tặng luôn chứ không tính tiền đâu. Đấy, biến áp tầm 16, biến áp này khá là lớn. Đấy, công suất được 450 cho 500W. Thì ok, bây giờ em sẽ cắm lên và em sẽ test chất âm cho anh em cùng tham khảo anh em nhé. Chào tất cả các bác nhá. Để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thắng Cao Audio anh em nhé. Đó, khi ấn vào chữ Thắng Cao thì anh em nhớ đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn vừa tất ghép cả. Lên anh em nhá, vừa ghép lên đây, về đánh căng luôn. Đấy, đang đánh với một cặp loa thôi, em đấu trực tiếp nhạc từ máy tính vào nhé. Đang đánh với một cặp loa V12 anh em nhé. Đấy, V12 một cặp nhá, 400W nhá. Em thử cắm thêm cặp nữa vào xem nào. Đấy, thử cắm thêm cặp nữa anh em nhá, xem đánh như nào. Đấy,
cắm thêm cặp nữa này. Đấy, cặp nữa. Đấy, bên này nữa. Anh em đợi một chút nhá. Nó hơi lâu một tí nhưng mà nó chân thực anh em nhá. Chân thực. Đấy, cắm thêm cặp nữa này. Đấy, linh loa nhá, 400W nhá. Đấy, con bên trên thì nó công suất cao hơn luôn. Con bên trên là con TWK12, con này công suất lớn nhá, từ 190. Nó khủng hơn anh em nhá. Đấy. Tiếng căng đét luôn anh em nhá. Đấy, tiếng căng đét luôn. Đó. Căng đét luôn anh em nhá. Cho đèn nó nháy nháy tí. Đó. Hai cặp luôn anh em nhá. Ok chưa? Mướt luôn anh em nhá. Mướt luôn. Đấy, bây giờ tiếp tháo một cặp rồi. Tháo một cặp, đánh một cặp cũng vẫn căng em nhé. Đánh hai cặp cùng một cặp thì đánh hai cặp thì nó là 4 ôm em nhé. Đấy, đánh một cặp thì nó là 8 ôm. Đấy, 4 ôm thì con này lên 900W anh em nhé. 900W thì thật ra thì nó cũng có thể đánh được. Ví dụ con này lên 4 ôm thì nó là 900W, thì một cái này là 400, cái kia là 600 thì nó 1.000, thì 900 đánh 1.000 thì cũng được anh em nhé. Đấy, nhưng mà 400 thì đánh con này 500W, con này đủ 450-500, thì con này 400 thì đánh vẫn thoải mái luôn anh em nhé. Ok chưa anh em, tiếng rất căng luôn. Cặp loa này giá 8 triệu rồi anh em nhé, V12 tiếng rất hay. Ok chưa, quất nhiệt tình luôn. Đấy. Đấy, thì anh em nào có nhu cầu mua hàng, anh em liên hệ trực tiếp với hai số điện thoại này của bên em anh em nhé. Đấy, giá là 4 triệu là chưa gồm phí ship. Đấy, thì anh em có thể tham khảo. Rồi, rất cảm ơn anh em đã xem video. Hẹn anh em ở clip lần sau anh em nhé.